Không biết có bạn nào còn nhớ đơn hàng đầu tiên khi bạn mở shop online không? Mình thì nhớ lắm. Đơn hàng đó cũng để lại cho mình ít nhiều một bài học và kỷ niệm khi mình lần đầu bán hàng online. Lần đó bên mình thì mới mở bán được có 2 ngày thôi và cái bạn đó là người đầu tiên chốt đơn. Bạn đặt một chiếc bình thủy tinh và giao hàng đi tỉnh. Nói ra thì rất là quê, nhưng mà mình vẫn phải nói. Bên mình thì đợt đó rất là ngu ngơ, chả biết gửi tỉnh là phải gửi ở đâu hay là phải xài cái app gì. Rồi thì mình cũng lấy can đảm mình chốt đơn và còn ngô nghê nói với bạn khách rằng mình mới mở bán thôi, không có biết gửi tỉnh bằng cách nào, thì bạn chờ mình tìm hiểu rồi mình sẽ gửi ngay cho bạn nhé, hoặc là bạn có biết cái app nào không thì bạn chỉ mình với. Bạn khách thì rất là dễ thương, không có hề khó chịu với tụi mình mà còn chỉ tụi mình gửi qua giao hàng tiết kiệm rất là tận tình. Xong thì hai đứa mình cũng tập gói rồi gửi thử, và chuyện gì thì các bạn cũng biết rồi đó, hàng vỡ nát hết luôn, vì hai đứa cũng đâu có đứa nào có kinh nghiệm về gói hàng thủy tinh đi tỉnh đâu. Còn giờ thì tụi mình thành chuyên gia hết rồi. Bạn khách nhắn tin thông báo hàng bị vỡ mà hai đứa mình thì rất là lo vừa cuốn gần chết luôn, vì đây là đơn hàng đầu tiên mà còn bể nữa. Hai đứa tôi còn tính chạy thẳng xuống dưới nhà bạn để đưa lại cho bạn cái ly, cái bình mới cơ. Trời, nhớ lại thấy mà vui ghê trời. Sau đó thì hai đứa mình mới bắt đầu tìm hiểu cái cách gói hàng mới, gói nhiều lớp và chèn nhiều hộp cho an toàn nhất có thể, sau đó thì mới dám gửi lại. Lần đó thì may mắn hàng vẫn còn nguyên và còn được bạn khách đó tặng feedback, nên bạn nào chuẩn bị mở bán online thì nghe câu chuyện này của mình và lấy đó làm bài học kinh nghiệm. Phải chuẩn bị thật kỹ tất cả những kiến thức và kỹ năng trước khi chúng ta bắt đầu tập kinh doanh nhé. Hẹn các bạn ở câu chuyện tiếp theo. Bye bye.